kính chào quý vị và các bạn. Những ngày tới, Trung Bộ, Tây Nguyên sẽ đều có nắng trong ngày. Về chiều tối, lưu ý là trời sẽ chuyển mưa dông. Ngay ngày mai, khắp khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Phan Thiết thì trong ngày trời tạnh giáo, từ sáng đến chiều trời sẽ có nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 31 đến 34 độ. Về chiều tối thì nhiều nơi ở khu vực này sẽ chuyển mưa dông. Thời tiết nắng giáo sẽ duy trì ở Huế cả 7 ngày tới, mưa dông có chăng chỉ xảy ra vào chiều tối ngày mai và chiều tối ngày thứ 2, thứ 3 của tuần sau. Tuy nhiên thì lượng nhỏ và rất nhanh, không cản trở nhiều đến các kế hoạch du lịch của quý vị. Ở Huế thì có rất nhiều bãi biển đẹp để du khách có thể lựa chọn. Ngoài Lăng Cô, Cảnh Dương thì quý vị có thể đến du lịch ở bãi biển Thuận An. Nơi đây thì biển êm, nước trong xanh và không quá đông đúc như các nơi khác. Còn nếu đến Tây Nguyên dịp này, thời tiết cũng tương đối dễ chịu, trời nắng nhưng mà không hề nóng. Như tại Đắk Lắk thì nhiệt độ 5 ngày tới sẽ không vượt quá 31 độ. Quý vị có thể thoải mái ghé thăm Hồ Lắk. Đây là hồ nước ngọt có diện tích lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền, khám phá hồ, xem múa cồng chiêng và thưởng thức đặc sản vùng cao nguyên. Lưu ý là về chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện, có nơi mưa to kèm theo dông sét, gió mạnh. Ngoài ra trong 2 ngày, thứ 6 và ngày thứ 7 tuần sau thì có thể xuất hiện mưa dông bất chợt trong ngày, gây bất tiện cho các lịch trình tham quan và du lịch. Đến thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị lưu ý chiều nào ở đây cũng sẽ có mưa dông, có nơi mưa to kèm theo gió mạnh. Khoảng thời gian để thăm thú thành phố sẽ là từ sáng đến trưa, trời tạnh giáo và mát mẻ với nhiệt độ không vượt quá 32 độ. Nằm ở trung tâm quận 1, nhà thờ Đức Bà nổi bật với kiến trúc Pháp cổ, không gian thoáng rộng từ bên ngoài tới bên trong. Đây là địa điểm mà du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm thành phố hoa lệ này. Trở ra thủ đô Hà Nội, nhìn vào biến trình này có thể thấy những ngày tới thì thời tiết ở thủ đô chủ đạo sẽ là nắng nhiều và nóng. Trong đó nóng nhất là từ ngày mai đến ngày thứ 5 của tuần sau, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Với dự báo như vậy thì du khách có thể khám phá phố đi bộ Hồ Gươm, mở cửa vào buổi tối cuối tuần. Lúc đó thì trời mới dịu nóng, nhiệt độ khoảng 28 độ. Từ thứ 6 tuần sau thì mưa dông sẽ xuất hiện về chiều tối, giúp làm dịu bầu không khí oi bức, nhiệt độ trong ngày cũng hạ xuống 34 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.